Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình có một chút chia sẻ về vấn đề cái cây mai của mình nó bị rệp sáp các bạn. Thì cái mùa mưa này là cái mùa ẩm, cái đặc tính rệp sáp thì nóng nó cũng không ở được, thì mùa mưa nó sẽ phát sinh cái rệp sáp. Đó là lý do tại sao mà cây mai của mình thường thường mình sẽ dọn thoáng phía trong á, phía trong chân là thường thường mình sẽ dọn thoáng để hạn chế tối đa cây mai của mình nó bị cái rệp sáp tấn công. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ thêm cho các bạn biết những cái dấu hiệu nha. Dấu hiệu khi cây mai của mình nó có cái biểu hiện là bị rệp sáp tấn công thì các bạn điều trị sớm thì cây mai của mình nó không bị ảnh hưởng nhiều. Đó. Về cái vị trí mà cái con rệp sáp thường nó sẽ tấn công là thường thường nó sẽ ngay cái đầu cái tục ghép của mình. Và những cái chỗ mà mình cắt đôn đó, thì những cái vị trí mà nói chung là nó tập trung dồn nhựa đó, là con rệp sáp nó sẽ thường nó sẽ tấn công ở cái khu vực đó là chủ yếu. Đó, thì những cái chỗ mối ghép của mình nè, đây là vị trí con rệp sáp nó sẽ tấn công nè. Đó, những cái dấu hiệu nè các bạn nhìn nó lấm đốm lấm trắng như dầu vậy đó. Những cái chỗ hở nào mà con rệp sáp nó dễ tấn công để nó hút nhựa cây á, con rệp sáp là nó sẽ hút nhựa cây. Và nó sẽ có một cái lớp chất nhầy. Đó có thể là do nó bài tiết. Do con rệp sáp nó bài tiết hay là nói chung có những nhà vườn thì ta gọi nó tè đó. Thì mình lúc mà mình sờ cái tay vô cái chỗ chất nhầy đó nó sẽ có dạng như nó đóng, nó bám dính dạng như là keo vậy đó, nó dính dính cái tay của mình luôn á nha, nó dạng như là một cái keo. Thì các bạn để ý những cái đặc điểm như vậy để chúng ta biết là khi cái cây mình bị rệp sáp tấn công thì mình phun thuốc để phòng trừ. Đây nè các bạn thấy nè, đó những cái vị trí mà mình cắt đôn tàn á nè, đây là con rệp sáp nè, nói chung này nó còn nhỏ, cố gắng đừng lấy nét cho các bạn xem. Đó là con rệp sáp đó, dấu đốm trắng này nè. Có nhiều người thì người ta gọi là con rầy trắng rồi đó. Đó thì nó sẽ thường nó sẽ bám vô cái vị trí, những cái vị trí mà ngay chỗ chúng ta cắt đôm tàn, những vị trí mà nó mới mọc mầm lên á, giống như vị trí mọc mầm tự nhiên đầu tiên á, ví dụ ngay chỗ đây là cái mối ghép của mình thì nó sẽ bám khu vực này và cái chỗ mình cắt đôn tàn cái đầu cành đó, là chỗ nó xị tược mới ra thì nó sẽ bám vô những cái khu vực đó để nó tấn công và nó hút nhựa. Thì các bạn lưu ý, các bạn để ý đó, những cái dấu hiệu đó. Còn thêm một cái để mình tìm cái dấu hiệu mà cái cây nó bị bọ, con rệp sáp này nó tè lên á, nói chung nó tiết cái chất nhầy đó, mình không biết là nó tè hay nó làm gì, nhưng mà nó sẽ tiết ra một cái chất nhầy, chất nhầy đó nữa, nó có chất bám dính như là keo vậy đó. Các bạn nhìn thấy nó ướt cái lá luôn á, để mình tìm cái lá đó cho các bạn xem. Nhiều cái cây này nó mới, nó cũng chưa mới bị, mới chớm bị là mình phát hiện rồi, nhưng mình chưa xịt thuốc. Có dấu hiệu luôn đó. Nó tiết ra một cái chất dầu mà nó bóng, mà nó có độ bám dính như là keo vậy, con đụng cái tay vô là nó hít cái tay vô luôn đó nha.
này thì nó mới bóng bóng cái lá thôi, khi mình quay nó cũng không có thể hiện được. Thầy có thấy nó không có rõ được. Thường thường đó, này này đây này, này có cái lá này, này. Đó cái dấu nè. Các bạn có thể thấy cái dấu nè, nó ướt nè. Đó là cái dấu hiệu của con diệp sáp nó tiết ra cái chất đó, nó là đụng vô cái là nó hít luôn, giống như cốc keo vậy đó nha. Rồi hôm nay mình có một chút chia sẻ về cái vấn đề cách phát hiện đó, cái dấu hiệu của con bò sáp nó tấn, con diệp sáp nó tấn công, về cái tác dụng của nó khi mà nó tấn công cái cây của mình, nó sẽ bị gút nhựa. Gút nhựa là cái cây của mình có thể chết cành luôn nha. Những cái cành nhánh này là nó mới, nhưng mà khi nó bị nó tấn công lâu ngày, nó những cành nhánh này nó sẽ bị nám đen luôn, nó nám đen thui luôn, và nó bị, nói chung là nó gút nhựa ngay chỗ đó, vị trí đó nó sẽ không dẫn nhựa lên được, thì nó làm cho cái nhánh của chúng ta sẽ chết có chi. Đó là cái tác hại của khi mà để con diệp sáp nó tấn công quá lâu. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại thuốc mà các bạn phun, nói chung mình ở đây mình xài cái loại đó mình cảm thấy hiệu quả thì mình chia sẻ cho các bạn sử dụng thôi. Thuốc, nói chung phân thuốc là bên mình không có bán nha các bạn. Mình chỉ chia sẻ cho các bạn những cái loại thuốc mà mình xài cảm thấy nó hiệu quả thôi, để các bạn mua về các bạn sử dụng thôi. Khi mà nó cái cây của mình nó bị cái trường hợp giống như cái cây của mình ở đây vậy đó. Cái tem nó hơi mờ rồi. Các bạn xem, các bạn tham khảo thử nha. Cái tem nó hơi mờ, để gì mình tìm cái loại thuốc. Nó có nhiều loại lắm, nó có nhiều loại để trị diệp sáp lắm. Rồi, hôm nay mình có một clip chia sẻ về vấn đề cây mai của mình nó bị diệp sáp đó các bạn. Thì các bạn lưu ý, các bạn kiểm tra rồi đề phòng nha, đề phòng để diệp sáp nó tấn công, nó làm cái cây của mình nó bị yếu đi, nhiều khi nó chết nhánh luôn á, nó ăn là chết cái nhánh nha, nên các bạn lưu ý kiểm tra thường xuyên để ý, và mình xịt thuốc để mình phòng trừ nó nha. Rồi mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip, mọi người luôn vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người nha.